Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu học tập quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng mới ban hành. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng phó các sở ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Hội nghị được kết nối với 280 điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh với trên 18.000 cán bộ đảng viên các cấp tham dự. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, những nội dung được truyền đạt trong hội nghị này là những văn bản để cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện điều lệ đảng, giải quyết những tồn tại vướng mắc trong thực tiễn vừa qua về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng, đồng thời định hướng cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cho từng cán bộ đảng viên trong thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của đảng bộ và các cấp ủy, tăng cường kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh của đảng. Vì vậy, các đại biểu cần tập trung lắng nghe nội dung chuyên đề các đồng chí báo cáo viên truyền đạt. Từ thực tiễn công tác, nếu có vấn đề chưa rõ, đề nghị thông tin lại ban tổ chức hội nghị để tổng hợp, đồng chí báo cáo viên sẽ giải đáp thắc mắc. Nội dung hội nghị ngày hôm nay thì chúng tôi cho rằng hết sức là quan trọng, giúp cho cấp ủy và đảng viên có thể nắm vững, hiểu sâu những quy định và hướng dẫn thi hành điều lệ đảng, quy định về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, về đẩy mạnh xây dựng đảng, hệ thống chính trị, về những điều đảng viên không được làm, về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, về việc miễn nhiệm, từ chức. Trên cơ sở đó, giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên của chúng ta thực hiện thống nhất trong toàn nhiệm kỳ cũng như là trong năm tiếp theo. Hội nghị cũng sẽ đề cập đến những vấn đề quan trọng bậc nhất là về công tác kiểm tra, giám sát, về công tác tổ chức đảng, về đặc biệt là về những điều mà đảng viên không được làm. Có rất nhiều những nội dung mới so với các cái quy định trước đây. Tiếp đó, các đại biểu nghe đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, truyền đạt về quy định số 22 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng và quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Buổi chiều, đại biểu nghe các lãnh đạo của Viện Khoa học Tổ chức Cán bộ, Cục Bảo vệ Chính trị Nội bộ, Vụ Tổ chức Điều lệ của Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt về kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Quy định số 41 ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Quy định số 24 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng. Hướng dẫn số 01 ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề thi hành điều lệ đảng. Các đại biểu được nghe giải thích về một số điểm mới, những thay đổi của các quy định trong công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, những điều đảng viên không được làm so với quy định trước đó. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục quán triệt sâu rộng các quy định hướng dẫn của Trung ương, nhất là quy định số 24 và số 22 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng, về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng và các quy định được truyền đạt trong ngày hôm nay. Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, nhất là các cơ quan thông tin, tuyên truyền kịp thời, tổ chức tuyên truyền phổ biến các nội dung cơ bản, điểm mới của các quy định sâu rộng đến cán bộ, đảng viên nhằm thiết thực vào xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trước mắt, cần tập trung đẩy mạnh hoàn thành các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, trong đó có nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19, tạo tiền đề quan trọng, phấn đấu, hoàn thành thắng lợi, mục tiêu nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.